Quan Yeon, gia thế khủng 14 tuổi, kiếm tiền như nước thì phi không đếm xuể, hậu duệ Jennie Blackpink. Chan Quan Yeon là nữ thần tượng nhận được nhiều sự chú ý nhất nhì K-pop khi sở hữu nguồn tài nguyên khủng. Thời điểm hiện tại, Chan Quan Yeon sở hữu cuộc sống đáng mơ ước dù chưa bước qua tuổi 20. Bên cạnh tài năng cùng nhan sắc, Quan Yeon còn là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất K-pop thế hệ mới. Chan Quan Yeon IVE, thời điểm hiện tại sở hữu sự nghiệp nổi trội khiến nhiều người trầm trồ và ngưỡng mộ. Cô nàng có trong tay nhiều nguồn tài nguyên, từ việc đảm nhận vai trò thần tượng âm nhạc cho đến gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu đình đám. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 2004 này còn khiến dân tình tò mò trước xuất thân trong anh thế Việt, có gia thế khủng và sức ảnh hưởng trong giới chính trị. Mỹ nhân kiếm tiền như nước từ khi còn bé. Chan Quan Yeon, từ khi tham gia Produce 48 đã là cái tên sáng giá và vô cùng nổi bật bởi nhan sắc lung linh. Trải qua nhiều vòng thi, cô nàng đã xuất sắc trở thành center của IZONE khi chỉ mới 14 tuổi. Thời gian hoạt động trong nhóm, Quan Yeon là người đồng sáng tác hai ca khúc. Bên cạnh đó, nữ thần tượng còn vinh dự khi xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn như Vogue Korea, Beauty Plus, Elle Korea. Thậm chí Quan Yeon còn là gương mặt đại diện cho các sản phẩm làm đẹp xa xỉ của Hàn Quốc như Miu Miu, Dior và Laura Mercier. Tháng 2 năm 2021, cô nàng là người mẫu trang bìa cho bộ sưu tập của Miu Miu Restring 2021 trên Elle Korea. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 2004 còn sải bước trên các sàn diễn lớn với phong thái tự tin, nhan sắc không vừa. Sau 2 năm đồng hành cùng IZONE, nữ thần tượng chính thức ra mắt trong IVE dưới trướng công ty giải trí Starship. Nhóm nhạc nhanh chóng trở thành tân binh đáng gờm của K-pop khi đạt được loạt thành tích khủng. Không chỉ vậy, cô nàng liên tục có được tài nguyên dồi dào như trở thành MC tại chương trình âm nhạc hay lễ trao giải. Cô nàng còn đặc biệt thành công mỗi khi dấn thân sang lĩnh vực thời trang. Tháng 7 năm 2021, Quan Yeon chính thức tiếp bước Juna trở thành đại sứ toàn cầu cho nhãn hàng Innisfree. Sau đó, cô nàng tiếp tục đảm nhận vị trí nàng thơ cho Crush. Với những hoạt động đáng để đó, không khó hiểu khi chỉ mới 18 tuổi, Chan Quan Yeon đã sở hữu khối tài sản ròng lên đến 1,5 triệu đô, khoảng 35 tỷ đồng. Gia thế khủng khiến bao người tò mò. Bên cạnh việc sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng tài năng không thể phủ nhận, Chan Quan Yeon còn khiến nhiều người tò mò về gia thế. Nữ thần tượng gây bất ngờ khi chơi thân với cháu gái tập đoàn Jalim, một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Qua nhiều chia sẻ của mỹ nhân này, cô nàng đã theo học trường mẫu giáo quốc tế từ bé, được theo học nhiều lớp năng khiếu như piano, violon, ca hát, diễn xuất. Quan Yeon cũng không biết cách sử dụng các phương tiện công cộng và sở hữu loạt thiết kế hàng hiệu trong tủ đồ. Việc gia đình nữ idol thường xuyên qua Mỹ dạo chơi Hawaii hay Disneyland cũng là chuyện bình thường. Thậm chí, cô nàng cũng được bố mẹ gửi sang Mỹ học khóa bơi ngắn hạn lên đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, quốc tịch của cô nàng cũng là điều bí ẩn. Được biết, bố của Quan Yeon hiện là người thừa kế điều hành nhà hàng Trung Hoa có tiếng tại trung tâm Seoul. Một trang uy tín tại Đài Loan cho hay, nữ thần tượng có bố là người Đài, còn mẹ là người Hàn. Không chỉ vậy, nhiều thông tin cho rằng, ông nội của Quan Yeon có sức ảnh hưởng trong giới chính trị khi từng là cựu thư ký của quan chức cấp cao. Thời điểm mới tham gia Produce 48, tên của Quan Yeon được để là Chan Yuan Yin. Ngay sau đó, Mnet nhanh tay chỉnh sửa thành Chan Quan Yeon. Người hâm mộ liên tục gửi email để xác minh chuyện này, nhưng công ty chủ quản và Mnet đều chọn cách im lặng. Chính vì thế, quốc tịch của nữ idol cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Bị chê vì hát tệ, nhảy như dưỡng sinh, lại còn làm điệu quá mức trên sân khấu. Từng giữ vị trí center của IZONE, đến khi hoạt động trong IVE, Chan Quan Yeon tiếp tục đảm nhận vai trò gương mặt trung tâm nhóm. Nhưng theo một bộ phận khán giả, cô nàng nổi tiếng dựa vào ngoại hình, còn giọng hát vũ đạo đều tệ. Nhiều ý kiến còn cho rằng, khi còn hoạt động trong IZONE, Quan Yeon hát không quá xuất sắc, nhưng vì live hát ngắn nên nhìn chung cũng khá ổn. Tuy nhiên, trong IVE, nữ ca sĩ là thành viên thuộc Vocalize và có nhiều thời lượng hát hơn, nên khuyết điểm được dịp lộ rõ. Trên những sân khấu encore, Quan Yeon lộ giọng hát thều thào yếu ớt, lấy hơi không vững. Ngoài ra, không ít khán giả cũng cảm thấy khó nuốt với cách hát quá điệu đà của nữ idol. Về khoản vũ đạo, Quan Yeon cũng gây không ít tranh cãi với vũ đạo hời hợt, không dứt khoát trên sân khấu. Thậm chí, nữ idol còn bị soi nhảy chậm nhịp với các thành viên khác. Chính vì vậy, Quan Yeon bị cho là không thuyết phục được khán giả, kỹ năng không cải thiện dù đã debut 3 năm. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người xem có tỏ vẻ cạn lời với biểu cảm sân khấu của Quan Yeon khi liên tục chu miệng nháy mắt, khiến khán giả nhàm chán, thậm chí sợ. Nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Từ khi debut đến nay, nhan sắc của Chan Quan Yeon cũng luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm, bàn luận rôm rã. So sánh hình ảnh hiện tại với những bức ảnh thời bé của Quan Yeon, một số netizen lại đưa ra những lời bình luận không mấy tích cực về ngoại hình của nữ center 16 tuổi. Nhiều người cho rằng Chan Quan Yeon ở thời điểm hiện tại là quá xinh đẹp, lung linh rất nhiều so với trước đây. Cư dân mạng nhận định vào lúc đó, Quan Yeon từng có khuôn mặt khá to, chứ không nhỏ thanh thoát như bây giờ. Chính vì thế, cư dân mạng khẳng định, Quan Yeon dường như đã trải qua các bước phẫu thuật như cắt mí, nâng mũi, làm thon gọn mặt để vẻ ngoài xinh đẹp hơn.
Trước ý kiến phản bác cho rằng Hoàng Dương quá nhỏ tuổi để giao kéo, nhiều netizen cũng cho rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi độ tuổi khách hàng thẩm mỹ ở Hàn Quốc rất đa dạng. Đích thị là hậu duệ Jennie Blackpink. Sở hữu nhiều điểm trùng hợp, nhiều người cho rằng Hoàng Dương đang tiếp bước Jennie Blackpink để trở thành thánh thị phi của K-pop thế hệ mới. Từ khi mới debut, fandom Blackpink đã rộ lên một số tranh cãi về việc YG ưu ái Jennie. Nữ idol thường được mặc outfit nổi bật hơn các thành viên khác, liên tục chiếm spotlight mỗi lần quay MV hay dự lễ trao giải. Tương tự, đối với Hoàng Dương, cô nàng cũng bị cho là thành viên được thiên vị nhất IVE. Không ít lần fan dậy sóng vì Hoàng Dương được mặc outfit lấn át các thành viên khác. Một điểm trùng hợp khác giữa Jennie và Hoàng Dương đó chính là cả hai cô nàng đều từng vướng tranh cãi về kỹ năng thực hiện vũ đạo hời hợt. Ngoài ra, Jennie và Hoàng Dương còn có một điểm chung khác về những tranh cãi tính cách. Từ khi debut, Jennie đã bị đồn là thủ phạm bắt nạt học đường, phân biệt chủng tộc. Mặc dù YG đã phủ nhận, khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ, Jennie vẫn mang tiếng xấu và khiến một bộ phận netizen có định kiến. Đối với Hoàng Dương, từ khi còn hoạt động trong Ice One, cô nàng đã vướng không ít tranh cãi về biểu cảm, thái độ khó ở. Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Dương thường ghen tị, tranh spotlight với Sakura. Khi tái debut trong IVE, những lùm xùm tính cách Hoàng Dương tiếp tục bùng nổ. Cô nàng bị chê bai vì thiếu tinh tế trong cách cư xử, liên tục ngó lơ, quên chào tiền bối khi dự show âm nhạc. Dù hoạt động 3 năm, Hoàng Dương vẫn thiếu những phép tắc cơ bản, bị cho là EQ thấp, kém duyên. Mặc dù vướng không ít tranh cãi, nhưng cả Jennie và Hoàng Dương đều là con cưng của K-net. Hai cô nàng sở hữu visual hợp gu fan Hàn, là hình mẫu được nhiều khán giả Hàn yêu thích. Dù có căng thị phi, nhưng không thể phủ nhận cả Jennie lẫn đàn em Hoàng Dương đều là những ngôi sao K-pop được yêu thích hàng đầu của mỗi thế hệ. Một người sang chảnh, một người lại đúng chất tiểu thư. Cứ mỗi lần Jennie và Hoàng Dương xuất hiện trên sân khấu là mọi sự chú ý lại đổ dồn vào hai cô nàng.